Chiều ngày 18 tháng 7, Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã lập biên bản xử lý một chủ công trình và 13 lao động tự do từ nhiều địa phương về hành vi tập trung đông người, không đảm bảo quy định phòng chống Covid-19. Theo đó, trưa cùng ngày, qua công tác kiểm tra tại địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện công trình xây dựng trụ sở làm việc Ngân hàng HD Bank chi nhánh Bình Phước, địa chỉ quốc lộ 14, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tập trung đông người, không đảm bảo quy định phòng chống Covid-19. Ủy ban Nhân dân phường Tân Phú phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan triển khai các lực lượng công an, phường, đội y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp xử lý. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 21 người đang tập trung công trình đóng kín cổng, trong đó 20 người là lao động tự do từ các địa phương khác tới như Bình Dương, Gia Lai, Bình Thuận, Tiền Giang, Kiên Giang, một người là đại diện chủ công trình. Qua kiểm tra, chỉ có 8 người thực hiện đầy đủ khai báo y tế tại cơ quan đơn vị, 13 lao động tự do còn lại không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân trong công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của cơ quan y tế. Bên cạnh đó, chủ công trình cũng không áp dụng các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở và 13 lao động tự do, phun khử khuẩn, đồng thời yêu cầu chủ công trình dừng mọi hoạt động cho đến khi đảm bảo các quy định phòng chống dịch Covid-19. Qua test nhanh Covid-19, 21 trường hợp nói trên đều có kết quả âm tính. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ xử lý.